Xin chào các viewer của kênh Minh Phụng Music. Hôm nay, team sẽ dẫn các bạn dạo phố để ngắm cảnh náo nhiệt về đêm qua chuyến giao đàn Roland RB107 về Bình Thạnh. Đây là showroom Bành Văn Chân. Team đang khiêng đàn để cho lên xe. Đàn chỉ nặng 37kg thôi nên dễ dàng mang vác. Nào, lên đường. Đường phố về đêm thật náo nhiệt. Những con đường bỗng trở nên nổi bật hơn nhờ ánh đèn màu lấp lánh và vô cùng sôi động. Con phố đông đúc, nhộn nhịp và lung linh huyền ảo với nhiều ánh đèn đêm rực rỡ. Đến chung cư rồi, cùng team mang đàn vào sảnh nhé. Và đây là tầng 3, tìm nhà của khách thôi nào. Đàn được mang cẩn thận vào nhà, bắt đầu lắp đàn thôi. RB107 cũng như những cây pino điện khác sẽ có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Cùng điểm qua những tính năng hiện đại của cây đàn này nhé. Đàn được trang bị 88 phím cảm ứng lực nhấn, 256 polyphony và 15 âm sắc cùng 377 bài hát, đem đến sự đa dạng về âm thanh với cổng Super Natural. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng vô cùng tiện lợi. Đa dạng chức năng giống như các cây piano khác với metronome đếm nhịp và transpo tăng giảm tông. Kết nối ứng dụng hợp nhạc Roland Piano dễ dàng. Mời các bạn cùng unbox siêu đàn nhé. Chế độ bảo hành theo đàn vô cùng hấp dẫn với bảo hành 12 tháng, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.